kể chuyện và hát ru cho bé. Kể chuyện và hát ru cho bé. Các bé thân mến, thời gian trôi qua thật là nhanh phải không nào? Mới đó mà giờ đã là giữa tuần rồi, chẳng mấy mà chúng mình lại được nghỉ ngơi cuối tuần đấy. Mà các bé thích thời gian trôi thật nhanh hay là trôi thật chậm nhỉ? Nói cho chị Mai Châu biết được không? Còn chị á, lúc thì chị thích thời gian trôi nhanh, như lúc chờ tới giờ của chương trình kể chuyện và hát ru này. Nhưng lúc chương trình bắt đầu thì chị lại muốn thời gian trôi thật là chậm để được trò chuyện với các bé lâu hơn đấy. Mà thôi, không làm các bé sốt ruột nữa, chú Quý Tuyên sẽ xuất hiện ngay sau đây để kể cho các bé nghe chuyện Cái tai có phép lạ. Một lần, có một chàng trai trẻ đang đi dạo trên bờ biển. Anh dừng lại trước một vũng nước vì nhìn thấy một con cá tráp biển nhỏ đang bị một con cá lớn hơn đuổi bắt. Anh nói với con cá tráp: "Này, con cá nhỏ, nếu mày cứ bơi trong cái vũng nước như thế này đấy, thì một người nào đó đang đói sẽ bắt và ăn thịt mày đấy. Nào, tao thả mày về chỗ nước sâu và hãy bơi về chỗ của mày nhé." Chàng trai bắt con cá ra khỏi vũng nước và thả nó ra biển. Chàng rất vui vì cảm thấy mình vừa làm được một việc tốt. Chàng lại tiếp tục bước đi. Bỗng chàng nghe thấy tiếng gọi: "Chào anh, hãy đợi em một chút." Chàng quay lại và nhìn thấy một cô gái rất đẹp. Chàng nghĩ cô ta chắc là nữ thần, vì từ trước tới giờ chàng chưa thấy ai đẹp đến thế, và chắc là cô ta đã nhầm chàng với một người nào đó. Nghĩ vậy nên chàng tiếp tục đi. Cô gái ấy lại gọi: "Anh, xin anh hãy chờ em một chút." Lần này chàng dừng lại và hỏi: "Cô gọi tôi à?" Cô gái trả lời: "Vâng, em là sứ giả của vương quốc Neria. Anh vừa cứu sống con gái duy nhất của nhà vua, và ngài đã phái em đến gặp anh. Mời anh hãy đi cùng với em." Chàng trai nói: "Ồ, nhưng tôi không biết bơi." "Anh đừng lo, em sẽ biến thành con sứa và anh ngồi lên lưng em sẽ đưa anh đi." Chàng trai trèo lên lưng con sứa và nó đưa anh đến vương quốc Neria. Trước khi tới đó, con sứa nói với chàng trai: "Khi nhà vua hỏi anh thích món quà gì, thì anh hãy nói rằng anh không thích gì ngoài cái tai có phép lạ để ở trong hốc tường. Vật đó trong vương quốc này chỉ duy nhất có một cái. Nhưng mà nhà vua sẽ không từ chối anh đâu, vì anh đã cứu con gái độc nhất của ngài." Đến vương quốc Neria, chàng trai được tiếp đón chu đáo. Một bữa tiệc lớn và một buổi vũ hội được tổ chức. Sau cuộc vui, chàng trai muốn trở về nhà. Vua Neria bèn hỏi chàng thích gì ở vương quốc này. Chàng nói rằng chàng không thích gì ngoài một cái tai có phép lạ để ở trong hốc tường. Nhà vua nói rằng là cả vương quốc Neria chỉ có một cái tai như vậy. Nhưng rồi ông cũng đồng ý, vì chính chàng đã cứu con gái ông. Nhà vua sai người mang cái tai có phép lạ ra trao cho chàng trai. Con sứa lại đưa chàng trở lại bờ biển. Con sứa đi rồi, chàng ngồi lại một mình trên bãi biển. Vừa lúc đó, có mấy con chim sẻ bay đến, chúng líu díu nói chuyện với nhau. Chàng trai quyết định mang cái tai có phép ra thử. Chàng đặt nó vào tai mình và chàng ngạc nhiên thấy mình hiểu được tiếng nói của chim sẻ. Chàng nghe thấy chúng nói chuyện với nhau. Con người ấy à, cứ cho họ là hiểu biết, nhưng thực ra họ chẳng biết gì. Ở giữa cái rãnh nước cạnh cái cây này đấy, có một phiến đá dùng để làm bậc, có một cục vàng đấy. Thế mà họ không biết. Thế nói rồi, chúng cùng cười với nhau. Chàng trai thấy điều chàng vừa nghe là hết sức lạ. Chàng bèn đi đến rãnh nước và lật phiến đá đó lên, thì quả nhiên chàng thấy một cục vàng ở dưới, đúng như lời những con chim sẻ nói. Chàng bỏ cục vàng vào ví và đi tiếp. Chàng đang nghĩ đến điều may mắn vừa gặp, thì một đôi quả bay đến. Chúng kêu quạ, quạ, quạ và đỗ trên ngọn một cây thông. Chàng trai lại lấy cái tai có phép lạ ra nghe, và chàng nghe thấy chúng nói với nhau đấy này. Ôi giời, con người ấy chẳng biết gì ngoài sự ngu ngốc. Họ đã mời tất cả các bác sĩ nổi tiếng đến, nhưng không một ai chữa khỏi bệnh cho con gái của nhà quý tộc. Ôi dồi ôi, mà bệnh của cô gái có phải chữa bằng thuốc đâu cơ chứ. Mái nhà của người quý tộc đó lập bằng dạ, có một con rắn bị mang nhầm lên đó. Nếu một người nào đó ấy, lấy con rắn ra và cho nó ăn một chút, ôi dồi ôi, thì cô gái sẽ khỏe ngay lập tức ấy mà. Chàng trai nghĩ rằng mình đã nghe được một điều có ích. Chàng bèn đi nhanh đến ngôi nhà của người quý tộc. Từ ngoài cổng, chàng đã nhìn thấy một tấm biển ghi: nếu ai chữa khỏi bệnh cho con gái yêu của tôi, người đó sẽ được thưởng bất cứ cái gì mà anh ta muốn. Chàng trai vào nhà và nói: dạ, tôi đến để chữa bệnh cho cô gái. Tất cả các bác sĩ có mặt ở đó đều cười và nói: thật là ngớ ngẩn, chúng ta đây này còn chưa chữa được nữa là tự nhiên một thằng khố rách áo ôm xuất hiện và đòi chữa bệnh cho cô ta. Nhưng ngài quý tộc, cha của cô gái, chỉ có cô là con gái độc nhất, nên ông không chấp nhận những lý do khác và đồng ý để cho chàng trai thử sức, miễn là bệnh của con gái ông thuyên giảm. Chàng trai đi vào phòng của cô gái để thăm bệnh cho cô, và sau đó chàng quay ra nói với cha cô: bệnh này do một con vật đã bị ngược đãi, một con rắn đang bị nắng thiêu đốt trên mái nhà. Ngài quý tộc gọi những người hầu và yêu cầu họ dỡ mái nhà ra ngay lập tức. Họ liền dỡ mái nhà và nhìn thấy một con rắn ở đó. Họ mang nó xuống và cho nó ăn một ít gạo. Nó lấy dần lại sức lực rồi bỏ đi. Nó vừa bò vừa đi một bước chân thì cô gái ốm yếu ngồi dậy được. Họ lại tiếp tục cho con rắn ăn nhiều gạo hơn. Lần này nó bò đi được khoảng 2 bước chân. Lúc này cô gái đã đứng lên được. Sau đó con rắn hoàn toàn lấy lại được sức lực như cũ. Nó trườn nhanh ra khỏi ngôi nhà của người quý tộc và biến mất. Còn cô gái đã khỏe hẳn ra. Chàng trai sau này đã trở thành chồng của cô gái. Các bé thân mến, người Nhật Bản vốn cần cù và kỷ luật. Không những vậy, họ còn rất tốt bụng, đoàn kết và hết lòng vì mọi người xung quanh. Những đức tính tốt ấy của người Nhật càng được thể hiện rõ trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Đó cũng là điều mà câu chuyện cổ tích Cánh Đồng Cháy muốn nói với chúng ta đấy, các bé ạ. Chúng mình cùng nghe chú Xuân Ninh kể chuyện để hiểu thêm về đức tính vị tha của người Nhật Bản nhé. Các bé có biết không, Chuyện kể rằng ngày xưa, xưa ơi là xưa rồi nhá, trên đất nước Nhật Bản có một ông lão tên là Hamaguchi sinh sống. Nhà ông nằm ở ven cánh đồng bằng phẳng rộng mênh mông trên sườn núi. Phía sau ngôi nhà là đỉnh núi nhô lên cao sừng sững, phủ đầy cây cối. Ở phía trước, sườn núi dốc thoai thoải ra phía biển. Ở dưới chân ngọn núi, chạy dọc theo bờ biển là một ngôi làng nhỏ với hơn 100 mái nhà tranh và một ngôi chùa lớn. Thế rồi vào một buổi chiều cuối mùa hè, ông lão ngồi trên bao lơn nhà mình và ngắm nhìn mọi người trong làng ở phía dưới. Các bé có biết không, bên cạnh ông cụ là đứa cháu trai của cụ vừa tròn 10 tuổi đấy. Dân làng đã có một vụ mùa bội thu và bây giờ họ đang tổ chức lễ hội mùa. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, các con đường được trang hoàng lộng lẫy bằng những ngọn đèn lồng. Dân làng thì mặc những bộ quần áo rực rỡ để nhảy vũ điệu múa ngày mùa. Phóng tầm mắt ra xa khỏi ngôi làng, ông lão Hamaguchi nhìn thấy biển xanh mênh mông gợn sóng dưới ánh trời chiều. Đột nhiên có cơn rung chấn nhẹ, ngôi nhà của ông rung lên 3-4 lần rồi đứng lặng. Đã từng trải qua nhiều trận động đất trong đời nên ông không hề sợ hãi một chút nào, cho tới khi ông nhìn ra biển. Nước biển đã chuyển thành màu đen sẫm và sóng ngầu lên dữ dội. Thủy triều đột nhiên thay đổi, biển đang chạy rất nhanh ra xa khỏi đất liền. Dân làng ngừng nhảy múa và chạy đến bên bờ biển nhìn. Không ai trong số họ cắt nghĩa được sự việc lạ lùng này, ngoài ông già ở trên núi. Ông đã từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự khi ông còn là một cậu bé. Ông biết biển kia sẽ làm gì. Không đủ thời gian để nhắn cho dân làng biết hoặc là rung chiếc chuông lớn trong ngôi chùa. Làm thế nào để báo cho dân làng biết bây giờ? Chợt một ý nghĩ hiện lên trong đầu của ông Hamaguchi. Ion! Ông gọi đến cháu nhỏ. Châm cho ông một ngọn đuốc, nhanh lên! Cậu bé bối rối nhưng không hề hỏi lại. Cậu châm ngọn đuốc thật nhanh. Ông già chạy tới cánh đồng, nơi hàng trăm bó lúa đang chờ được bán. Đấy là tất cả gia tài của ông. Ông châm ngọn đuốc vào lúa, hết bó này rồi lại đến bó khác. Lúa khô bắt lửa rất nhanh, và chẳng mấy chốc, lửa đỏ bốc cao, từng cột khói lớn bay lên thành những đám mây trên trời. Cậu bé Hayon chạy theo ông, vừa chạy vừa gào khóc. Ông ơi, tại sao ông lại đi đốt lúa, ông ơi? Ông già không đáp, chỉ cố sức chạy thật nhanh, châm ngọn đuốc vào hết bó lúa này đến bó lúa khác. Gió bắt lấy tàn lửa, làm tung tóe những bó rơm đang cháy dở và cuốn chúng đi xa hơn, cho đến khi cả cánh đồng rừng rực cháy. Thế rồi thế nào các bé có biết không? Người canh gác trên ngôi chùa khi đó nhìn thấy ngọn lửa và liền đánh chiếc chuông lớn để báo động cho mọi người. Hồi ấy nhá, ở nước Nhật, mọi người đều phải tham gia vào việc dập lửa khi có hỏa hoạn. Thế nên khi dân làng nhìn thấy những bó lúa của ông Hamaguchi bốc cháy, họ bắt đầu chạy vội về dập lửa. Theo truyền thống, đàn ông, đàn bà, già trẻ, gái trai, thậm chí là phụ nữ, đựng con trên lưng cũng phải tham gia chữa cháy đấy các bé ạ. Nhưng khi họ đến được cánh đồng thì đã quá muộn. Ngọn lửa đã thiêu trụi toàn bộ số lúa, cả vụ mùa bội thu của ông già. Ôi, thật là tồi tệ! Họ kêu lên. Tại sao lại có chuyện này? Tại sao chứ? Ông cháu làm đấy. Cậu bé Ion khóc nức nở. Ông cháu đã dùng ngọn đuốc đốt hết bó lúa này đến bó lúa khác đấy ạ. Ông cháu điên mất rồi. Dân làng sửng sốt nhìn chằm chằm vào Hamaguchi. Ồ, ông đã làm điều đó. Ông đã đốt cả cánh đồng lúa chín của mình sao? Hãy nhìn biển kìa. Ông già lên tiếng. xem rồi sẽ hiểu tại sao. Dân làng quay lại và nhìn. Họ nhìn thấy ở phía xa một bức tường nước khổng lồ quét thẳng về phía họ, nhanh hơn cả cánh chim bay. Chính là biển kia đang trở lại. Mọi người thét lên kinh hãi, nhưng tiếng họ chìm đi trong tiếng động ầm ầm vang hơn tiếng sấm khi bức tường nước khổng lồ đập vào vách núi. Những ngọn đồi rung lên bần bật và bị nhấn chìm trong bọt nước. Khi đám mây bọt nước tan đi, dân làng nhìn thấy biển giờ đây đã nhấn chìm toàn bộ ngôi làng. Những ngọn sóng lớn giận dữ gào thét, giật lộn nhào những nóc nhà. Chúng xoay tròn, gào thét và cuốn đi cây cối, cả những tảng đá lớn nữa. Bức tường nước đập đi đập lại vào sườn núi và yếu dần, rồi cuối cùng nó thôi không chồm lên nữa. Mọi người đứng chết lặng bên sườn núi. Ngôi làng đã biến mất, ngôi chùa cũng không còn, và cánh đồng cũng đã bị tàn phá. Không còn lại thứ gì ngoại trừ những mái nhà lợp rơm trôi bập bềnh trên mặt nước. Nhưng mọi người, đàn ông, đàn bà và cả trẻ nhỏ nữa đều đã an toàn bên sườn núi. Và thế nào các bé có biết không? Lúc này thì mọi người đã hiểu ra tại sao ông già Hamaguchi lại làm như vậy. Lòng rưng rưng xúc động, mọi người quỳ sụp xuống tạ ơn ông già tốt bụng. Và rồi từ đó trở đi, ngọn núi được đặt tên là núi Hamaguchi để tưởng nhớ công ơn của cụ già đấy các bé ạ. Chị Nguyễn Hà rất vui khi gặp lại các bé. Các bé yêu quý, một lần cuốc đất ở bãi đất hoang, người nông dân đã bắt được chiếc cối bằng vàng. Với tính tình thật thà, người nông dân đã mang trả lại chiếc cối quý giá này cho nhà vua để tỏ lòng thành kính. Nhưng nhà vua không những không khen thưởng mà còn yêu cầu người nông dân phải giao nộp cả cái chày vàng, vì vua cho rằng cối và chày luôn phải đi liền với nhau. Người nông dân đã giải thích, nhưng nhà vua không tin và đã nhốt vào trong ngục tối. Sau đó, ai sẽ là người cứu giúp người nông dân thoát khỏi cảnh tù ngục? Bây giờ các bé hãy ngồi ngoan trong vòng tay của cha mẹ để thưởng thức câu chuyện này nhé. Ngày xưa, có một bác nông dân nghèo quá vợ, có một cô con gái xinh đẹp. Bác nghèo quá, chỉ có độc một cái nhà nhỏ mà không có lấy một tấc đất cắm rủi. Một hôm, cô gái nói với cha: "Cha con ta phải xin nhà vua ban cho một mảnh đất hoang mới được." Nhà vua thấy nói họ nghèo quá, bèn ban cho một mảnh đất nhỏ. Hai cha con hì hục cuốc đất, giẫy cỏ, định trồng lúa và hoa màu. Họ cuốc gần xong mảnh đất thì bắt được một cái cối bằng vàng nguyên chất ở cuối vườn. Người cha nâng niu cái cối trong tay và bảo: "Con ạ, vua đã rộng lượng ban cho ta mảnh đất này, thì ta phải trả lại cho nhà vua cái cối này." Cô con gái không chịu, đáp: "Ta có cối mà không có chày thì phải tìm cho ra cái chày. Nếu không tìm được chày thì tốt nhất là im đi thì hơn." Bác nông dân nhất định không nghe lời con gái. Bác mang cối đến dâng vua. Bác tâu là đã tìm thấy cối ở bãi đất vua ban và đem tiến vua để tỏ lòng thành kính. Vua nhận cối và hỏi bác nông dân xem còn thấy cái gì nữa không. Vua phán bảo: "Đã có cối, tất phải có chày." Bác thưa là không còn gì khác nữa. Nhưng bác nói mãi cũng vô ích. Bác bị bắt giam. Nếu có cái chày thì mới được tha. Bác ở trong tù. Hàng ngày bọn lính hầu đem đến cho bác nước lã và cơm nguội. Họ thường nghe thấy bác than vãn: "Trời ơi, nếu mình nghe lời con gái thì đâu đến nỗi. Trời ơi là trời, nếu mình nghe con gái thì đâu phải khổ đến thế này." Ngày nào họ cũng nghe thấy bác kêu như vậy. Họ liền tâu lên đức vua. Vua truyền bọn lính hầu dẫn người tù đến. Vua hỏi bác tại sao lại kêu: "Trời ơi, giá mình chịu nghe lời con gái thì đâu đến nỗi. Thế con gái ngươi bảo ngươi thế nào?" "Tâu bệ hạ, nó khuyên thần đừng dâng vua trước cối nếu như không tìm thấy cái chày." "Ta muốn được gặp mặt con gái ngươi." Thế là cô gái phải ra mắt vua. Vua hỏi cô xem cô có thật khôn ngoan như vậy không. Vua sẽ cho cô một câu đố. Nếu cô giải được câu đố này, thì vua sẽ lấy cô làm vợ. Cô gái nhận lời không chút đắn đo. Vâng, hạ thần xin trả lời câu đố của bệ hạ. Người hãy đến chỗ ta, không mặc quần áo mà cũng không cởi trần, không cưỡi ngựa mà cũng không đi xe, không đi vào trong mà cũng không đi ra ngoài đường đi. Nếu người làm được như vậy, thì ta sẽ cưới người làm vợ. Cô gái nghe câu hỏi của vua, liền trả lời ngay. Cô cởi quần áo ra, như vậy là cô không mặc quần áo. Cô lấy chiếc lưới đánh cá quấn quanh người, rồi cô buộc lưới vào đuôi ngựa để ngựa kéo đi. Như vậy là không cưỡi ngựa mà cũng không đi xe. Cô cho ngựa kéo cô trong những vết bánh xe để cô đi trên đất bằng mấy đầu ngón chân. Như vậy là không đi ở trong mà cũng chẳng đi ở ngoài đường đi. Vua gật đầu khen ngợi, bảo cô đúng là khôn ngoan thật. Theo lệnh của vua, cha cô gái được tự do và cô gái được làm hoàng hậu. Tin tưởng vào sự thông minh của cô gái, vua phó thác cho cô gái trông nom tất cả của cải trong hoàng cung. Mấy năm trôi qua, một hôm vua đi vi hành xem tình hình đất nước của vua cai quản ra sao. Tình cờ có mấy người nông dân đi bán rau về, dừng xe trước cung điện. Một người nông dân có hai con ngựa mẹ đẻ ra con ngựa con, nhưng con ngựa con lại chạy lại nằm giữa hai con bò đực của bác nông dân khác buộc ở gần đấy. Người nông dân có bò đực đòi giữ lại con ngựa con, còn người nông dân kia cãi là con ngựa con do ngựa của mình đẻ ra. Chẳng ai chịu ai, họ cãi nhau, đánh lộn nhau làm ầm lên. Câu chuyện lôi thôi được đưa lên vua xử. Vua xử cho người có bò được ngựa, mà người có ngựa lại không được con ngựa do chính ngựa của mình đẻ ra. Người nông dân có ngựa khóc lóc than thở, tiếc con ngựa con của mình. Rồi bác chợt nhớ đến lời đồn là hoàng hậu rất thông minh và thương người, vì hoàng hậu vốn xuất thân từ tầng lớp nông dân nghèo. Bác đánh bạo đến gặp hoàng hậu, xin bà giúp đỡ xem có cách nào lấy lại được con ngựa con không. Nghe xong bà bảo, được, ta sẽ giúp nhà ngươi, nhưng không được nói lộ ra là ai giúp. Sáng mai, khi nhà vua đi cùng đám quân ngự lâm, thì ngươi cứ đứng ở giữa đường cho vua đi qua. Ngươi cầm cái vó như đang cất cá ở đó nhé. Bà còn dặn thêm, nếu vua hỏi thì phải đối đáp ra sao. Hôm sau, bác nông dân kéo vó bắt cá ở trên cạn. Vua đi qua thấy thế, bèn dừng lại xem người kia làm trò gì. Ngươi làm gì thế? Vua hỏi. Bác nông dân đáp, tôi kéo cá. Vua nhìn quanh, đây làm gì có nước mà kéo cá? Bác nông dân thản nhiên trả lời, sao lại không? Hai con bò đực còn đẻ ra được con ngựa con, thì tại sao tôi lại không kéo cá trên cạn được? Nghe xong lời đối đáp, vua không tin là bác ta có thể trả lời trôi chảy như thế này được. Phải có ai mớm lời cho bác ta đây. Vua gặng hỏi, nhưng bác nông dân không chịu nói, cứ bảo là chính mình nghĩ ra. Bực mình, vua sai giam bác ta lại, rồi đánh đập, dùng cực hình. Cuối cùng không chịu được đau đớn, bác phải thú nhận là do hoàng hậu bảo. Vua về nhà trách hoàng hậu. Sao ngươi lại dối trá với ta? Ta không muốn có một người vợ như thế. Thôi, ngươi ở đâu đến đây, thì nay ngươi hãy trở về nơi ấy. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Vua cho phép nàng một điều là được mang theo cái gì mà nàng yêu quý nhất. Hoàng hậu thưa, tâu bệ hạ, nếu bệ hạ cho phép như vậy, thì thần thiếp xin vâng. Rồi bà cho mang đến một cốc rượu, xin nâng cốc biệt ly. Trong rượu, bà bỏ một loại thuốc ngủ cực mạnh. Vua uống một hơi dài, còn bà chỉ nhấm một tí. Chẳng bao lâu, vua ngủ say tít. Bà cho gọi một tên hầu, lấy tấm lụa trắng quấn vua lại, đưa ra xe, chở cả hai về nhà cũ của bà. Tới nơi, bà đặt vua lên chiếc giường nhỏ của mình. Vua ngủ mê mệt suốt đêm. Lúc tỉnh dậy, vua nhìn quanh hỏi, ô hay, ta đang ở đâu thế này? Vua gọi quân lính, nhưng chẳng thấy ai. Mãi sau, vợ vua đứng trước giường thưa, tâu bệ hạ, người có ra lệnh cho thiếp được mang theo ra khỏi cung cái gì tốt nhất, yêu quý nhất. Thiếp thấy không gì tốt hơn, yêu quý hơn bệ hạ, nên thiếp mang bệ hạ đi. Vua rưng rưng nước mắt bảo, nàng ơi, nàng thật đáng yêu, nàng phải là của ta, ta phải là của nàng. Rồi vua đưa hoàng hậu về cung, hai người sống thật hạnh phúc. Các bé yêu quý, các bé có biết với những người nông dân điều gì là quý nhất đối với họ không? Đó chính là hoa màu, rau củ quả, những gì thu hoạch được trên cánh đồng mà họ đã phải làm việc rất chăm chỉ và vất vả để làm ra. Vậy mà có một con trồn đã ra sức phá hoại mảnh ruộng mà vợ chồng ông bà lão ở một ngôi làng nọ mất bao công chăm bón. Con trồn táo tợn xấu tính này còn dám thách thức cả ông lão tội nghiệp. Quả thực là một con vật hư hỏng đáng chê các bé nhỉ. Ông bà lão sẽ làm thế nào đây khi mà củ cải, cà tím, khoai lang trên đồng liên tục bị con trồn phá hoại đây? Các bé cùng nghe chú Tiến Dũng kể câu chuyện cổ tích thế giới Thỏ và Trồn sẽ rõ nhé. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có vợ chồng ông lão nông dân. Hôm nay cũng như mọi ngày, ông ra đồng làm việc, còn bà ở nhà lo việc cơm nước giặt giũ. Vừa tới ruộng cải, ông lão sững người vì trước mắt ông là một con trồn đang nhổ tung mấy luống củ cải mà ông đã bỏ bao công sức chăm bón lâu nay. Vừa nhổ, nó vừa liếm mép thèm thuồng. Củ cải tươi ngon mơn mởn thế này, chắc nấu súp thì sẽ tuyệt lắm đây. Ông lão giận dữ giơ cái cuốc đuổi theo con trồn. Tên ăn trộm kia, trả củ cải cho ta. Ông lão ơi, ông lão già yếu thế kia thì làm sao bắt được tôi cơ chứ? Được rồi, bắt được mày, ta sẽ làm món súp con trồn. Ông lão cố gắng đuổi theo con trồn, nhưng quả thật, ông không thể nào theo kịp nó. Và thế là con trồn biến mất cùng với hai củ cải ngon lành. Được thể, những ngày sau, con trồn càng táo tợn phá phách hơn. Nó chôm chỉa cả cà tím, khoai lang, những hoa màu mà ông lão phải đổ bao mồ hôi vất vả vun trồng mới có được. Không thể để con trồn hư hỏng ấy tiếp tục hoành hành thế này được nữa. Được rồi, mình sẽ đặt bẫy để bắt nó. Nghĩ thế, và ông lão làm một cái bẫy. Ông lão nấp sau gốc cây to, chờ con trồn xuất hiện. Ồ, nó kia rồi. Hai con mắt lất láo, phát hiện ra nắm cơm. Nó lao bổ đến. Bực một cái. Oai. Lần này thì mày không thoát được nữa rồi nhá. Đây là hình phạt xứng đáng sau bao nhiêu việc xấu mà mày gây ra. Ôi, ông lão ơi. Tôi hứa là sẽ không phá phách đồng ruộng nhà ông nữa. Ông ơi, ông tha cho tôi. Không, ta không thể tin lời một con trồn xấu xa độc ác được. Nói vậy, và ông lão lấy dây, trói con trồn lại, rồi vác nó về nhà. Bà ơi, bà ra mà xem, tôi tóm được kẻ chuyên phá hoại rau màu nhà mình rồi đây này. Tối nay, bà hãy dùng nó làm món súp thật ngon cho tôi nhá. Úi chà, nặng ghê, cu cậu chén bao nhiêu rau quả nhà mình nên mới béo trụn trịn thế này chứ ông nhỉ. Vậy là ông lão treo con trồn lên xà nhà, rồi vác cuốc ra ruộng, lấy ít rau cho bữa ăn tối. Còn bà lão ở nhà lo cơm nước. Món thịt trồn rất hợp với bánh dày. Mình đi đổ ít xôi, giã bánh dày cho ông lão nhà mình vậy. Chõ xôi đã chín, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Xôi cho vào cối, giã nhuyễn, rồi nặn thành bánh dày. Cắc, bụp, cắc. Tiếng giã bánh dày vang lên. Bà lão ơi, tôi biết là tôi đáng bị trừng trị vì tội lỗi của mình rồi. Tôi chẳng dám xin xỏ gì đâu. Có điều, bà cho tôi được giã bánh giúp bà một lúc thôi, gọi là chuộc lỗi với ông bà vậy. Mì rành mãnh lắm nhá. Mì định trốn chứ gì? Không, tôi thề với bà là tôi không hề có ý định ấy bà. Nếu nghi ngờ, bà cứ trói hai chân tôi lại. Thế cũng phải. Bà lão tin lời con trồn. Bà hạ nó xuống và tháo dây trói cho nó. Nào, bây giờ hãy giơ hai chân ra để ta trói lại, rồi giúp ta giã bánh nhá. Ơi, bà ơi. Nào, đưa hai chân đây. Đừng có hòng, bà lão ngốc nghếch ạ. Con trồn chạy luôn và vớ luôn cái chày lao vào bà lão. Nào, để tôi giúp bà làm món bánh bà lão ngốc nhé. Bà lão sợ hãi la thất thanh. Ôi dồi ôi, tôi đã bị con trồn độc ác đánh lừa rồi. Ai đến cứu tôi với? Con trồn chẳng mảy may xúc động. Nó hung dữ, giơ chày tấn công bà lão. Đấy, để ông lão nhà bà xem món súp trồn ngon lành thế nào nhé. Vừa về tới nhà, ông lão kinh hoàng khi thấy bà lão nằm bất tỉnh trên sàn. Bà nó ơi tỉnh lại đi, có chuyện gì xảy ra thế này? Chắc bà bị con trồn ma mãnh nó lừa rồi đấy. Ông lão vội vàng vực bà lão vào giường, đắp khăn mát lên trán để bà mau tỉnh lại. Biết tin bà gặp nạn, chú Thỏ Trắng, bạn thân thiết của hai ông bà, lập tức có mặt. Sau khi biết chuyện, Thỏ Trắng tức giận vô cùng. Thỏ Trắng nói, thật là một con trồn độc ác. Xem nó đã làm gì bà lão hiền lành này của mình. Mình quyết sẽ trả thù cho bà lão. Thỏ tới trước cửa hang trồn, lấy củi nhóm một đống lửa rồi đem cá ra nướng. Đó là món mà trồn ta khoái khẩu nhất. Mùi cá sộc vào, đánh thức trồn và kéo nó ra khỏi hang. Ô, bụng của tôi đang đói sôi ùng ục lên đây này. Thỏ Trắng ơi, Thỏ Trắng tốt bụng ơi, cho tôi ăn cá với nhá. Được thôi, nhưng với điều kiện là anh sẽ giúp tôi gùi củi về nha. Được chén món cá ngon lành này thì việc gì tôi cũng làm. Vậy là kế hoạch của Thỏ đã thành công. Lưng gùi bó củi to, trồn vừa đi vừa nhồm nhòm chén món cá nướng. Ở phía sau, Thỏ rút hòn đá đánh lửa từ trong túi ra. Thỏ đánh lửa rồi châm vào bó củi. Trồn ta mải ăn quá, tới mức chẳng nhận ra là lưng mình bắt đầu bốc cháy. Wow, ôi giời ơi, nóng quá. Sao lưng tôi lại bốc cháy thế này hả? À, vì ngọn núi này là ngọn núi cháy lưng, cho nên lưng cậu phải bốc cháy thôi. Ôi dồi ôi, nóng quá, cứu tôi với, cứu tôi với. Lưng trồn bốc cháy đùng đùng, trồn ta la hét rồi nhảy ùm xuống sông. Sáng hôm sau, Thỏ tới thăm trồn. Lần này, Thỏ đem theo hai cái cần câu. Thế nào, lưng cậu đỡ rồi chứ? Ừ, đỡ hơn rồi, nhưng tớ vẫn còn mệt lắm. Bây giờ là lúc cậu cần phải bồi dưỡng để mau khỏe. Này, đi câu với tớ đi. Cá tươi rất tốt cho người mới ốm dậy đấy. Vốn bản tính háo ăn, nghe Thỏ nói đến cá, bụng trồn bắt đầu kêu lục bục. Trồn hăm hở vác cần, xách giỏ theo Thỏ ra bờ sông. Ở đó, Thỏ đã chuẩn bị sẵn hai chiếc thuyền. Một chiếc nhỏ xinh làm bằng gỗ, còn chiếc kia to đùng nhưng được nặng bằng đất sét. Cậu chọn thuyền nào? Thỏ hỏi trồn như vậy. Trồn trả lời, tất nhiên là thuyền to rồi, thuyền to mới đựng được nhiều cá để tớ tha hồ chén chứ. Trồn tham lam đáp vội như vậy. Thỏ và trồn chèo thuyền ra giữa sông và bắt đầu câu. Cá liên tục cắn câu, chẳng mấy chốc trên khoang thuyền của trồn đã chất đầy cá. Trồn ta mê mải câu, không để ý thấy chiếc thuyền đất sét bắt đầu bị tan dần vì ngâm nước quá lâu. Ôi, thuyền của tớ sắp chìm mất rồi. Mà Thỏ ơi, tớ không biết bơi, cứu tớ với. Con thuyền cứ chìm dần. Cá trong khoang nhảy ra trốn hết. Ôi thỏ ơi, cứu tớ với, tớ chết đuối mất. Ôi, cứu tớ với thỏ ơi. Chồn vùng vẫy la hét. Thỏ chèo thuyền tới gần, nhưng nó cứ để yên cho chồn lặn ngụp một lúc. Thỏ nói, tôi trừng trị cậu thay cho ông bà lão đáng thương đã bị cậu làm hại. Bây giờ cậu đã thấy hối hận chưa? Ôi, tôi hối hận lắm rồi. Tôi hứa là sẽ không bao giờ làm điều ác nữa. Cậu ơi, cậu mau cứu tôi với. Ôi. Thôi được rồi, tôi sẽ cứu cậu. Nhưng nhớ là phải tới xin lỗi ông bà đấy. Tôi biết rồi. Ôi, cậu mau cứu tớ lên với. Thỏ giơ mái chèo ra cho chồn bám lấy, rồi kéo chồn lên thuyền của mình. Đây, tôi sẽ chia cho cậu số cá này để cậu ăn cho mau khỏe. Thỏ chia đôi chỗ cá của mình cho chồn. Hành động này làm chồn rất cảm động. Cảm ơn cậu. Tớ hứa từ nay sẽ cố gắng trở thành một con chồn ngoan ngoãn tử tế. Được ăn cá tươi, chồn khỏe lại rất nhanh. Sau đó nó tới để xin lỗi ông bà lão. Ông bà ơi, cháu đã làm nhiều việc rất xấu. Mong ông bà hãy tha lỗi cho cháu. Cháu hứa từ nay sẽ chăm chỉ làm ăn. Cháu sẽ giúp đỡ ông bà để chuộc lại lỗi lầm của mình ạ. Chồn đã thực sự tỉnh ngộ và trở thành một con chồn ngoan ngoãn và siêng năng. Nó thường giúp ông công việc đồng áng. Lúc rỗi rãi, nó giúp bà dọn dẹp nhà cửa. Nào, nhà ta giã bánh dày để ăn mừng bà lão và chồn khỏe lại đi nào. Ông lão đề nghị như vậy, và trong nhà lại vang lên tiếng giã bánh dày. Các bụp, các bụp. Cả nhà vui vẻ giã bánh. Bánh dày thơm phức, ngon lành. Cả nhà quây quần hạnh phúc. Các bé ạ, vậy là chú chồn của chúng ta đã thay đổi để trở thành người tốt. Thật tuyệt vời phải không các bé? Và điều quan trọng nhất là mỗi chúng ta cần phải có một tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương loài vật, biết yêu thương mọi người, các bé nhé. Các bé yêu quý, tối nay các bé muốn nghe câu chuyện gì nào? Câu chuyện ngay sau đây kể về một chiếc ấm rất kỳ lạ. Chiếc ấm biết nói này, rồi đi lại được. Vì sao lại có điều kỳ diệu ấy các bé nhỉ? Vậy thì chúng mình cùng nghe câu chuyện cổ tích Nhật Bản có nhan đề Chiếc ấm trà thần kỳ qua giọng kể của cô Mai Phương nhé. Ngày xưa, có một vị sư già rất thích uống trà. Ông luôn tự tay pha trà và rất kỹ tính với những dụng cụ pha trà. Một ngày nọ, tại một cửa hàng đồ cũ, vị sư chợt trông thấy một ấm trà bằng sắt rất đẹp, dùng để đun nước pha trà. Chiếc ấm đã khá cũ kỹ, có vài chỗ rỉ sét, nhưng vị sư già vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của nó ẩn dưới lớp rỉ sét kia, nên ông mua chiếc ấm đem về ngôi đền của mình. Vị sư đánh bóng chiếc ấm cho đến khi sạch bong rỉ sét. Rồi ông gọi hai đệ tử trẻ tuổi cũng sống trong đền của mình đến và bảo: Hãy xem những chiếc ấm mà ta mua được hôm nay. Vị sư nói với hai đệ tử: Giờ ta sẽ dùng nó đun nước, pha cho thầy trò ta một ít trà ngon xem sao. Nói xong, vị sư đặt ấm nước lên bếp than và ba thầy trò cùng ngồi quanh chờ nước sôi. Chiếc ấm càng lúc càng nóng lên. Rồi đột nhiên, một việc rất kỳ lạ xảy ra. Chiếc ấm bỗng mọc đầu như đầu con lửng. Một chiếc đuôi xù, rồi đến 4 cái chân bé xíu. Chiếc ấm kêu lên: Ôi, nóng quá, tôi đang bốc cháy. Đoạn chiếc ấm nhảy phát ra khỏi bếp than. Nó bắt đầu chạy vòng quanh trên những chiếc chân vừa mọc ra của mình. Vị sư già rất đỗi kinh ngạc, nhưng ông cũng không muốn đánh mất chiếc ấm của mình. Ông liền nói với hai đệ tử: Nhanh lên, đừng để cho nó chạy mất. Bắt lấy nó, nhanh lên. Một chú tiểu chụp lấy cây chổi, còn người kia vớ được cái kẹp than. Hai người họ bắt đầu đuổi theo chiếc ấm nước kỳ lạ nọ. Và cuối cùng, khi họ bắt được chiếc ấm, thì bỗng đầu, đuôi và chân con lửng biến mất tăm. Nó lại trở thành một chiếc ấm hết sức bình thường. Thấy vậy, vị sư già liền nói: "Quả thật là lạ lùng. Đây có lẽ là một cây ấm bị phù phép. Chúng ta không cần những thứ như thế này trong đền. Hãy bỏ nó đi các con ạ." Vừa lúc đó, người bán đồng nát đi ngang qua ngôi đền. Vị sư già cầm lấy chiếc ấm và đưa cho người bán đồng nát. "Đây là một cái ấm cũ mà ta muốn bán. Hãy cứ trả cho ta giá nào mà ông muốn." Người bán đồng nát cân chiếc ấm lên, rồi mua nó với giá không thể thấp hơn. Vừa về nhà, ông vừa huýt sáo vui vẻ vì đã mua được một món hời. Vào đêm hôm đó, người bán đồng nát đi ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc, và cả ngôi nhà trở nên thật yên tĩnh. Thế rồi, đột nhiên, một giọng nói cất lên: "Ông bán đồng nát ơi! Ông bán đồng nát ơi!" Người bán đồng nát mở choang mắt. "Ai đấy? Ai gọi tôi vậy?" Vừa hỏi, ông vừa ngồi dậy thắp đèn. Chợt ông thấy một chiếc ấm đang đứng trên gối của mình, với một cái đầu con lửng, một chiếc đuôi xù và bốn chân bé xíu. Người bán đồng nát kinh ngạc nói: "Có phải ngươi chính là cái ấm ta đã mua ở chỗ vị sư già hôm nay không?" "Vâng, đúng là tôi. Nhưng tôi không phải là một chiếc ấm bình thường. Tôi thật sự là một con lửng đang ngụy trang thành chiếc ấm. Tên tôi là Bumbuku, nghĩa là vận may. Vị sư già đã đặt tôi lên lửa nên tôi bị bỏng. Tôi chạy trốn khỏi ông ấy. Thế còn ông, nếu như ông đối xử tốt với tôi, cho tôi ăn no và đừng bao giờ đặt tôi lên bếp lửa, thì tôi sẽ ở lại với ông và giúp ông gây dựng gia tài." Người bán đồng nát thốt lên: "Tại sao vậy? Ôi, thật là lạ quá. Làm sao mà ngươi có thể giúp ta gây dựng một gia tài cơ chứ?" "Tôi có thể làm được tất cả các trò tuyệt diệu nhất mà. Tất cả những gì ông cần làm là tổ chức buổi biểu diễn cho tôi, rồi bán vé cho những ai muốn đến xem tôi biểu diễn." Người đồng nát nghĩ rằng đây quả thật là một ý tưởng tuyệt vời. Thế rồi, ngay ngày hôm sau, ông dựng một rạp hát nhỏ trong sân nhà và đặt một biển hiệu như sau: "Bumbuku, chiếc ấm thần kỳ của vận may, cùng những trò biểu diễn phi thường." Mỗi ngày trôi qua, càng lúc càng có thêm nhiều người đến xem Bumbuku biểu diễn. Người bán đồng nát bán vé, và khi rạp của ông đã đầy ắp khán giả, ông đi vào trong, gióng một hồi trống, Bumbuku sẽ hiện ra nhảy múa và nhào lộn. Trò diễn mà mọi người thích nhất là khi Bumbuku đi trên dây với một chiếc ô giấy trong một tay và chiếc quạt trong tay kia. Mọi người thấy đây là trò diễn tuyệt vời nhất và luôn dành những tràng vỗ tay không ngớt cho Bumbuku. Sau mỗi buổi diễn, người bán đồng nát luôn cho Bumbuku ăn những chiếc bánh gạo ngon lành. Thế rồi sau một thời gian, người bán đồng nát đã bán được rất nhiều vé và trở nên giàu có. Một ngày, ông nói với Bumbuku rằng: "Có lẽ người cũng mệt vì biểu diễn mỗi ngày như thế rồi. Ta thì đã có đủ số tiền ta cần. Người nghĩ sao nếu ta đưa ngươi trở lại ngôi đền, nơi ngươi có thể sống yên bình?" Bumbuku đáp: "Vâng, quả thật tôi cũng bắt đầu thấy mệt mỏi, và cuộc sống yên bình ở ngôi đền sẽ thích hợp với tôi. Nhưng vị sư già sẽ có thể lại đặt tôi lên bếp lửa lần nữa, và cũng có thể ông ấy chẳng bao giờ cho tôi ăn bánh gạo ngon tuyệt đâu." Người bán đồng nát liền nói: "Cứ để việc đó, ta sẽ thu xếp." Vậy là sáng hôm sau, người bán đồng nát đưa Bumbuku quay trở lại ngôi đền. Tại đó, ông giải thích với vị sư già về mọi điều đã xảy đến, và ông kể với vị sư về sự may mắn mà Bumbuku đã đem lại. Sau khi kể xong, người bán đồng nát hỏi: "Vậy, ngài sẽ vui lòng để Bumbuku sống yên bình ở đây, cho nó ăn bánh gạo, cũng như không bao giờ đặt nó lên bếp lửa chứ?" Vị sư già hứa: "Ta sẽ làm như thế. Nó sẽ ở vị trí danh dự trong kho báu của ngôi đền này. Bumbuku thực sự là một chiếc ấm thần kỳ của vận may. Và nếu như biết trước ý, thì ta đã không đặt nó lên bếp lửa như vậy." Nói rồi, vị sư già gọi hai đệ tử của mình đến, và thầy trò họ cùng nhau đặt Bumbuku lên một chiếc giá gỗ nhỏ, rồi đem nó đến kho báu của ngôi đền, và không quên đặt cạnh đó vài chiếc bánh gạo. Các bé ạ, tương truyền rằng Bumbuku vẫn ở đó, trong kho báu của ngôi đền, đến tận ngày nay đấy, nơi mà nó sống rất vui vẻ. Và mỗi ngày, Bumbuku đều được ăn những chiếc bánh gạo ngon lành và không bao giờ bị đặt lên bếp lửa nữa. Cuộc sống của nó thật yên bình và hạnh phúc. Các bé thân mến, ếch và cua là hai loài vật rất quen thuộc ở sông suối, đồng ruộng của làng quê Việt Nam. Hai loài này đều có thể sống trên cạn và cả dưới nước đấy các bé ạ. Trong chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, chúng ta cùng nghe câu chuyện rất thú vị của tác giả Ngọc Thu có nhan đề Ếch và Cua nhé. Ngày xưa, ếch và cua cũng như mọi loại động vật khác sống chung với nhau rất đầm ấm. Ếch và cua ở cạnh nhà nhau. Ban đầu cua và ếch rủ nhau làm chung, ăn chung. Song do cuộc sống ngày càng khó khăn, lại nữa, cả cua và ếch đều mắn đẻ. Cua sinh sản mau hơn ếch, cũng chính vì vậy sinh ra cảnh đói ăn vụng túng làm sằng. Họ hàng nhà cua đông nhanh lên kinh khủng. Mỗi thành viên họ hàng nhà cua lại có một vỏ bọc cứng vô cùng. Cậy thế cua không đi làm chung với ếch nữa. Có gì là của chung, cua chén dần. Ếch tức lắm, thường la hét quát tháo phồng má phình bụng lên. Thế nhưng chứng nào tật ấy, cua không thay đổi tính nết. Ngược lại, cua còn ngang nhiên thách thức. Một hôm vào mùa hè, nhằm lúc ếch đi kiếm ăn, cua ở nhà đào hang đục lỗ sang nhà ếch. Có thứ gì, cua sai con cháu ăn hết, lấy hết. Sau khi đi kiếm ăn về, ếch thấy vậy, tức rúm ra lại, mắt trố ra. Thế rồi, ếch đến nhà ông Đồ Cóc cầu viện. Cóc là anh, ông con bác, hiền từ nhưng rất thông minh. Cóc vốn học hành giỏi, lại được trời chiều. Cóc biết hết thiên cơ thời tiết. Biết vậy, ếch khóc và van xin: "Ô, bác Cóc ơi, quả thật lâu nay em có lỗi với bác. Em không đến thăm bác, quên cả ngày giỗ cụ. Nay có việc thì em mới đến nhờ vả bác. Nhưng mà thôi, chỗ tình anh em giọt máu đào hơn ao nước lã. Bác mở rộng lượng hải hà giúp em, không thì em tan ra bại sản mất bác ơi. Bác giúp em với." Nói rồi, ếch khóc. Ếch cứ khóc mãi, nước mắt chảy ướt hết cả áo, làm trắng cả bụng. Biết ếch phổi bò cũng chẳng sâu sắc gì, song so với bọn trong họ như là Nhái, Ánh Ương, Chẫu Tràng thì ếch cũng còn là một đứa tốt. Nghĩ rồi Cóc liền hỏi: "Thế sự việc ra sao mà chú cứ khóc hoài vậy?" "Dạ, sự việc là thế này ạ. Hồi trước, cua ở với em rất tốt. Từ khi con cái chúng sinh ra nhiều thì cái tốt nó biến mất, cái xấu nổi lên. Chúng sống ngang tàng chuyên lừa đảo thôi. Hôm nay thì chúng ngang nhiên đào gạch khoét vách sang nhà em lấy hết đồ đạc, rồi đánh sập cả nhà cửa nữa. Sập hết cả rồi." "À, giả thế chứ gì. Có ngang thì cũng vừa vừa thôi chứ. Trên đời này cái gì cũng vậy. Quá đáng thì ai mà chịu được. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp. Thế bác giúp em như thế nào? Bây giờ thì nhà chú cũng chẳng có nhà. Vậy ngày thì đi kiếm ăn, tối về đây, tôi dạy học cho. Biết rồi, sẽ làm được. Nghe xong, Ích cũng phân vân. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Mà bác Cóc chắc sẽ giúp được mình thôi. Xưa này bác từng giúp bao nhiêu người rồi cơ mà. Ngay cả loài người thông minh vậy mà vẫn còn phải nhờ tới bác Cóc đấy thôi. Thế rồi ngày ngày Ếch đi kiếm ăn, tối về nghe Cóc dạy học. Ếch vốn trước lười biếng, nay tỏ ra siêng năng vô cùng. Thấy Ếch chuyển tính tốt bụng, đôi lúc Cóc tâm sự. Chú Ếch này, giá kể ngày ấy chú chăm học, rồi chú không chê ruổi mỗi là nhỏ bé. Lâu no thì anh em chẳng xa nhau, đỡ phiền hà. Thế nhưng mà thôi, trên đời này cứ giá kể thì mấy ai vấp váp, phải không chú? Lâu này chú biết đấy, là chú cứ im miệng ở trong hang khi ngủ đông và gặp kẻ thù, như thế là tốt rồi. Những kẻ huênh hoang thường chết về điều bất trắc ấy. Vì thời gian ít, sợ bọn cua nó xóa hết vết tích nhà cửa thì khó tìm được nhà. Vậy hôm nay chú nghỉ, không đi kiếm ăn xa nữa. Ở nhà tạm dùng thức ăn của tôi, rồi chú học bí quyết đi kiện. Ếch biết Cóc được là cậu ông trời cũng là do một vụ kiện có gấu, ong hồ và cả cua ngày ấy cũng giúp sức đấy chứ. Ếch vui lắm, Ếch thở phập phồng. Vào bàn dạy học, Cốc lại như ông đồ với bọn trẻ khác, quên bén mất Ếch là em của mình. Vì vậy, khi Ếch lơ đãng, Cóc cho Ếch một roi mây, làm cho Ếch bị gù lưng, rúm ra lại. Sau đó, Cóc e hèm, rồi cất giọng tiếp theo. Thế này nha, khi nghe ta nghiến răng, trời sẽ đổ mưa. Mưa nhiều nước ngập, nhân đả ấy chú mày sức khỏe, chỉ cần nhồi đạp mấy cái là hang sập. Họ hàng nhà cua, vừa bị nước ngập, vừa bị sập hang, sẽ ngạt thở. Nghe thấy thế, Ếch thích quá, nhảy tưng tưng, làm nghiêng cả bàn học. Cóc thấy vậy quát lên. Ngồi yên nào! Bây giờ vào giờ luyện. Rồi Cóc phình bụng chống nạnh hướng dẫn Ếch. Bắt đầu nha! Đưa hàm dưới sang bên trái, nghiến chặt lại. Rồi đưa hàm dưới sang phải, cứ như thế làm liên tục. Nào! Ếch làm theo dằm dắp, không sai ý Cóc. Sau đó, Cóc nói. Thôi được rồi, xong động tác nghiến răng, bây giờ thì đến kêu. Đứng hoặc ngồi cũng được. Dang rộng hai chân tay ra, hít một hơi hết cỡ, nhắm mắt lại, ngậm miệng chặt, đùn hơi ra thật nhanh, mở miệng thật nhỏ, ộp ộp ộp. Đấy, thế là được rồi. Cóc nghỉ hơi và vừa thở vừa nói. Thế là được rồi, Ếch chú về đi, chúc chú thành công nhá. Sau khi Ếch trở về nhà, bọn cua nghênh ngang múa cảng cẫnh trước mặt Ếch, làm Ếch tức giận vô cùng. Cơn tức giận càng làm cho mắt Ếch lồi ra. Liền đó, Ếch nhớ hết bài của Cóc dạy, làm đúng như hướng dẫn của người anh. Ếch nghiến răng, phùng bụng, phùng mồm lên kêu. Tiếng kêu ộp ộp vang động cả cánh đồng. Họ hàng nhà cua lúc này cũng hoảng. Xong cái gì cũng vậy, ăn nợ nào trả nợ nấy. Sau khi Ếch kêu động đến trời, trời tưởng Cóc kêu nên sai thần sấm thần mưa làm việc. Các bé có biết không? Chiều ấy mưa ngập đồng, Ếch bơi giỏi, cua thì bị ngập. Cua tìm cây bám vào để ngoi lên, nhưng chẳng thấy. Thời cơ đã tới, Ếch xông đến, đứng trên hang dưới làn nước. Ếch nhồi, đạp, chẳng mấy thì hang bị lấp kín. Cua trong hang ngạt thở kêu van xin tha. Ếch bên trên nói: muốn tha thì phải có điều kiện. Thế là cuộc mặc cả của cua và ếch bắt đầu. Dạ thưa bác ếch kính mến, em xin trả lại nhà. Không được. Dạ, thế thì em trả lại bác ếch cả nhà cả của cải mà chúng em đã chót lỡ thôi ạ. Không được. Dạ, thế thì họ nhà cua chúng em xin chịu ạ. Không biết làm sao nữa ạ. Thế thì ta sẽ đạp tiếp. Ôi bác ơi, bác ếch ơi, bác muốn làm thế nào cũng được ạ. Nhưng chúng em xin chịu tội. Và bác trả cái nợ chuyển kiếp cày thuê cuốc mướn cho bác như vậy có được không ạ? Không được. Không được. Đến lúc này, ếch đắc thắng nhưng vẫn quát cua: dạ, thôi thế thì tùy bác ạ. Cả họ hàng nhà cua trong hang chúng em đều khóc hết cả rồi ạ. Bác ơi, thôi thế thì tùy bác ạ. Nhưng lúc này ếch lại mở lượng hiếu sinh: thôi được rồi, bây giờ thì ta tuyên bố thế này. Ngày trước bày định giết ta, bây giờ ta đại lượng chẳng thèm giết lại. Nhưng để ghi nợ truyền kiếp như mì nói với ta, thì ta quyết định thế này. Họ hàng nhà cua đông lại đẻ mắn, nên ngày ngày tháng tháng phải mang một đứa đến nộp cho ta. Như thế được không? Dạ, như thế thì nòi giống chúng em tuyệt diệt mất ạ. Thế thì thôi, ta lại dẫm lại đạp. Ta sẽ đạp thật mạnh. Thật mạnh. Ôi thôi à. Thôi bác ếch ơi, họ hàng nhà cua chúng em xin làm đúng lệnh của bác ạ. Thật là lũ cua không biết điều, sinh sôi nảy nở bạt mạng, con cháu hàng đàn hàng đống, đất nhà còn thiếu, vậy mà còn so đo tính toán. Mà lũ cua hay cháo trở lắm đấy nhá. Vậy hôm nay đồng ý thì phải có bằng cớ gì đưa lại đây cho ta. Dạ có đây ạ. Nói đi. Dạ, thứ nhất là khi họ hàng nhà cua chúng tôi đào hang, mặc dù có ở hay là không ạ, thì bác ếch vào cứ mài nhẵn cửa hang đi. Như thế là họ hàng nhà cua chúng tôi không ai vào nữa. Dạ, đấy là cái nợ trả nhà. Còn nợ trả của, khi chúng tôi gặp bất kỳ ai trong họ nhà bác, nếu mà cần điểm tâm thì cứ đạp mấy cái lên giữa mai của chúng tôi ạ. Như là khi bác làm mưa đạp lấp hang chúng tôi ấy ạ. Lúc ấy vừa nhức đầu, vừa nhớ cái nợ truyền kiếp cũ, chúng tôi sẽ co mình lại. Bác chỉ việc há miệng nuốt thôi ạ. Các bé ạ, kể từ bấy cho đến nay, ếch cứ vào hang cua đảo sẵn mà ở. Sang đông, để yên giấc ngủ, ếch chỉ đùn thêm một tấm cửa bằng bùn đất ra phía miệng hang là không có ai động tới. Còn cua, cứ trông thấy ếch là co rúm người lại, rơi ở trong nước để ếch đớp. Con cua nào bướng bỉnh, không biết điều thì ếch bơi đến, đạp mấy cái lên mai. Thế là món nợ chuyển kiếp cũng được trả rồi. Xin chào các cô bé, cậu bé yêu quý. Rất vui được gặp lại các bé trong chương trình kể chuyện và hát ru tối nay. Cô Vân Khánh sẽ gửi đến các bé câu chuyện rất hay về chú rồng con nhé. Chuyện bắt đầu từ một tên ăn cướp. Hắn ta muốn có một con mắt của rồng và hắn sai khiến quạ tinh đi tìm cho bằng được. Liệu tên cướp và quạ tinh có thực hiện được mưu đồ độc ác ấy không? Rồng con có bị làm sao không? Các bé cùng nghe chị Quỳnh Anh kể câu chuyện Em bé và rồng con nhé. Ngày xưa, có một tên ăn cướp, cướp được rất nhiều của, cất được rất nhiều nhà mà vẫn chưa thỏa lòng tham. Hắn không chỉ muốn giàu, hắn còn muốn làm vua. Quả Tinh có lần mách với hắn, muốn làm vua không khó, chỉ cần có một con mắt rồng gắn vào mắt mình là được. Thế là hắn ta liền bảo Quả Tinh, vậy thì Quả Tinh hãy đi tìm cho ta một con mắt của rồng. Ta lên làm vua, Quả Tinh muốn gì, ta cho nấy. Quả Tinh vâng ạ, nhưng chưa biết sẽ tìm được mắt rồng ở đâu. Ở vùng đầu nguồn một con sông lớn kia, có một em bé nhà nghèo nọ. Ngày ngày thường ra sông lấy nước về cho mẹ. Một hôm, em bỗng nhặt được một quả trứng to. Đó là một quả trứng rồng. Rồng mẹ lần ấy đẻ lạc mất một quả trứng mà không hay. Trứng bị nước lôi đi, trứng ra gặp suối, trứng xuống gặp sông. Trứng lọt vào đôi mắt của em bé. Hai bàn tay của em bé ôm trứng, mang chạy vội về nhà. Mấy ngày sau, trứng nở. Một con rồng con chui ra. Em bé hoảng sợ. Rồng con liền nói với em, tôi không phải là rắn đâu, tôi là rồng con. Anh cho tôi sống với anh, tôi sẽ giúp ích cho mọi người. Em bé hỏi rồng con, mẹ rồng đâu rồi? Rồng không đi tìm mẹ ư? Họ nhà rồng có lệ, hễ lạc đâu thì cứ tự lo sống ở đấy. Anh cho tôi được chung mẹ với anh nhé. Được. Mẹ em bé biết chuyện, cũng đồng ý nhận rồng làm con. Bà dặn, hai anh em phải thương nhau thì mẹ mới vui lòng. Ngày ngày, em bé và rồng con ra tắm ở sông. Ngày ngày, rồng con lại tập phun nước. Rồng con bảo, em tập phun nước để sau này những ngày khô hạn, em bay đi lấy nước về phun giúp mẹ và bà con trồng lúa trồng ngô. Em bé gật đầu. Tối đến, rồng con bay lưng chừng trên núi cao, tìm một đám mây để ngủ. Sáng sớm rồng con lại bay về với mẹ và anh. Một hôm, em bé và rồng con đang tắm thì Quạ Tinh bay qua. Thấy rồng con, Quạ Tinh đỗ lại trên một cành cây thật kín để nhìn. Quạ Tinh mừng lắm. Đúng là rồng chứ không phải rắn. Chỉ có rồng mới phun được nước như thế kia. Nó mừng quá, bay về mách với chủ. Tên ăn cướp cũng mừng lắm. Nó bảo với Quạ Tinh, vậy thì mày hãy đi móc trộm mắt của rồng con về cho ta. Ta lên làm vua, mày muốn gì ta cho nấy. Quạ Tinh bối rối một lúc rồi nói, nhưng sức rồng còn bay nhanh, bay xa gấp mấy sức tôi. Vuốt nó lại sắc gấp mấy vuốt tôi. Chủ phải cùng đi với tôi thì may ra mới moi trộm được mắt của nó. Nó bị móc mất mắt thì còn thấy gì mà bay đuổi theo mày được. Tôi chỉ móc mỗi lần được một mắt thôi, mà chủ cũng chỉ cần một con mắt rồng là đủ lên làm vua rồi. Thế ta phải làm gì? Rồng con ngủ trên một đám mây ở lưng chừng núi. Tôi móc được mắt thì thả ngay xuống cho chủ. Rồng con có bay theo đuổi, tôi sẽ bảo là không biết. Rồng con sẽ thôi không đuổi tôi nữa. Tên ăn cướp lo lắng. Nhưng nó sẽ bay tìm ta mất. Chủ cứ đón cho được mắt rồng, rồi chui vào một đám cây mây mà ngồi. Mây nhiều gai, rồng con sẽ sợ, không dám chui vào đấy đâu. Tên ăn cướp vẫn chưa hết lo. Chẳng lẽ ta lại cứ phải ngồi mãi ở trong đấy hay sao? Mất một mắt rồi, 9 ngày sau, con mắt còn lại của rồng con cũng sẽ hỏng nốt. Rồng con sẽ bị mù. Lúc ấy chủ cứ đàng hoàng ra về. Chủ nhớ là phải bọc mắt rồng trong rêu ướt thì sau này mới gắn vào mắt chủ được đấy. Ta nhớ rồi. Tên ăn cướp và Quạ Tinh ra đi. Khuya đó, rồng con đang ngủ ngon trên một đám mây trắng ở lưng chừng núi thì bỗng thấy đau nhói ở một bên mắt. Quạ Tinh đã dùng mấy móng chân sắc nhọn của nó móc được con mắt bên phải của rồng con rồi. Nó thả ngay con mắt sáng rực của rồng con xuống cho chủ. Chủ nó liền đưa cái vợt lớn đan bằng tơ mỏng, đón lấy rất nhẹ nhàng, như đón một ngôi sao rơi. Rồi nó cẩn thận bọc con mắt Quý vào ngay trong một nắm rêu ướt và chui vào một bụi gai mây rậm rịt, ngồi im ở đấy. Ở trên này, rồng con đang bay đuổi theo quạ tinh. Quạ tinh vừa bay trốn, vừa hét to. Sao anh lại đuổi đánh tôi? Chính tôi thấy một con chim cắt to. Nó vừa móc mắt của anh và bay vào trốn ở trong cái hang đá bên dưới kia kìa. Rồng con nhìn vào chân, vào mỏ của quạ tinh, thấy không có gì. Ngỡ là quạ tinh nói thật. Rồng con liền quay lại. Chỗ con mắt bị móc mất, máu đỏ chảy ròng ròng. Tên ăn cướp ngồi im lặng trong bụi gai mây, thấy bóng rồng con bay lại, sợ quá, run lên cầm cập. Rồng con bay vào cái hang đá rộng. Cái hang trống không. Trời vừa sáng rõ, rồng con đau quá, bay đi gặp em bé ở bờ sông. Thấy rồng con mất một mắt, máu chảy ròng ròng. Em bé thương quá, ôm lấy rồng con mà khóc. Sao thân em lại đến nỗi này? Em đang ngủ thì có một con chim cắt đến móc trộm mắt em. Phải tìm cho được và giết chết nó đi. Em bé chạy ngay về nhà xách cung tên, dắt thêm con dao nhỏ và cùng rồng con ngược lên chỗ núi cao. Đến chỗ bụi mây gai, em bé chợt nhìn thấy tên ăn cướp đang ngồi thu lu trong ấy. Ông làm gì mà lại ngồi ở đấy? Ông có thấy con chim cắt nào to lớn thường bay qua đây không? Có. Nó vừa bay về ngả này này. Tên ăn cướp vừa nói, vừa chỉ tay lên phía trên. Hắn sơ hở để con mắt rồng ở trên tay hé sáng lên một tí. Em bé đang định đi bỗng dừng lại. Ông cầm cái gì ở trong tay mà sáng lên như con đom đóm thế? Đúng là mấy con đom đóm thôi. Nhưng mùa này làm gì có đom đóm nhỉ? Em bé liền cất tiếng gọi rồng con, lúc này vẫn đang bay ở bên trên. Rồng ơi, mắt của em đây rồi. Tên ăn cướp biết là bị lộ, liền xách lưỡi rìu con lao ra. Gai mây níu giữ hắn lại. Phải luống cuống một lúc, hắn mới chui ra được. Hắn hùa cái rìu, chém vào đầu em bé. Em bé nhanh mắt tránh khỏi và luồn qua tay hắn, đâm một nhát vào nách hắn. Hắn rú lên. Suýt chút nữa thì hắn đánh rơi cả con mắt của rồng con mà hắn vẫn giữ khư khư trong bàn tay kia. Cô Vân Khánh xin chào các bé yêu quý. Các bé ơi, hôm qua chúng mình đã theo dõi phần đầu câu chuyện về rồng con bị lấy mất con mắt phải. Rồng con quyết tâm tìm cho bằng được kẻ đã hại mình. Liệu rồng con có tìm được không? Em bé đã giúp rồng con như thế nào? Các bé tiếp tục nghe câu chuyện Em bé và rồng con qua giọng kể của chị Quỳnh Anh nhé. Em bé chạy ngay về nhà xách cung tên, dắt thêm con dao nhỏ và cùng rồng con ngược lên chỗ núi cao. Đến chỗ bụi mây gai, em bé chợt nhìn thấy tên ăn cướp đang ngồi thu lu trong ấy. Ông làm gì mà lại ngồi ở đấy? Ông có thấy con chim cắt nào to lớn thường bay qua đây không? Có. Nó vừa bay về ngả này này. Tên ăn cướp vừa nói, vừa chỉ tay lên phía trên. Hắn sơ hở để con mắt rồng ở trên tay hé sáng lên một tí. Em bé đang định đi bỗng dừng lại. Ông cầm cái gì ở trong tay mà sáng lên như con đom đóm thế? Đúng là mấy con đom đóm thôi. Nhưng mùa này làm gì có đom đóm nhỉ? Em bé liền cất tiếng gọi rồng con, lúc này vẫn đang bay ở bên trên. Rồng ơi, mắt của em đây rồi. Tên ăn cướp biết là bị lộ, liền xách lưỡi rìu con lao ra. Gai mây níu giữ hắn lại. Phải luống cuống một lúc, hắn mới chui ra được. Hắn hùa cái rìu, chém vào đầu em bé. Em bé nhanh mắt tránh khỏi và luồn qua tay hắn, đâm một nhát vào nách hắn. Hắn rú lên. Suýt chút nữa thì hắn đánh rơi cả con mắt của rồng con mà hắn vẫn giữ khư khư trong bàn tay kia. Rồng ơi, hãy giúp anh giết chết tên này. Tên ăn cướp hoảng hốt tháo chạy. Rồng con bay đuổi theo. Em bé đợi cho tên cướp chạy được vài bước thì dương cung lên, bắn một phát đúng vào sau ót nó. Nó lại rú lên và ngã sấp xuống. Con mắt rồng văng ra, sáng rực lên như ngôi sao hôm, rồi mờ lịm đi liền sau đó. Em bé chạy lại nhặt lên. Thôi hỏng mất mắt của rồng con rồi. Mắt của rồng con đã lấm lem những đất và sạn. Em bé vội chạy ra suối rửa ngay, nhưng mắt rồng con đã hỏng thật rồi. Rồng con cũng vừa bay đáp xuống suối, nằm bên cạnh em bé. Nhìn con mắt đã đục trắng, rồng con buồn lắm. Nhưng rồng con không muốn để anh mình phải khổ vì mình. Rồng con nói: Không lo, em có bị mù thì đã có tiếng Anh dẫn đường cho em bay. Với lại em thuộc hết mọi lối mọi nẻo ở vùng này rồi. Em bé thở dài nói: Mẹ mà biết em hỏng mắt, mẹ sẽ buồn khổ lắm đấy. Anh đừng cho mẹ biết làm gì. Một vài ngày còn được, giấu mãi thì giấu làm sao. Nhưng này, anh bảo sao? Em ngủ trên mây, sao tên ăn cướp kia lại có thể móc trộm mắt của em được nhỉ? Ừ nhờ, thôi đúng là con quạ tinh kia rồi. Rồng con nói chưa dứt lời, một cái bóng đen bỗng từ trên cao lao xuống rồi bay vút lên. Con mắt rồng con bị hỏng đang để trên tảng đá biến mất trong chớp mắt. Như một luồng gió, rồng con vụt đuổi theo. Lần này thì quạ tinh không còn cách gì để chối cãi và lần trốn được nữa. Rồng con lôi cổ quạ tinh về, đặt trước mặt em bé và nói: Chính con quái này đã móc trộm mắt em cho chủ của nó. Em bé nhìn con quạ tinh, rút ngay con dao sắc như nước, đầu mũi hãy còn dính máu tên chủ của nó, và giơ lên. Bỗng em hạ xuống: Này con quạ tinh kia, sao mắt rồng con đã hỏng, mày lại còn cố cướp mang đi, định để làm gì? Quạ tinh run lẩy bẩy, đầu cúi lại lia lịa và nói: Anh tha chết cho tôi sẽ nói. Mày nói đi. Quạ tinh nhanh nhẩu: Tôi nghe bà Tiên ở núi Ngũ Sắc bảo rằng mắt rồng mới hỏng đem lăn đất, chôn sâu đúng một gang tay, 10 ngày tưới sữa, 10 ngày tưới mật thì sẽ mọc thành cây. Cây sẽ kết quả. Trong hàng vạn quả sẽ có 2 quả có thể đem gắn lại cho anh rồng nào bị mù. Mắt rồng sẽ sáng lại như cũ. Em bé liền hỏi thêm: Chủ của mày chết rồi, mày định mang mắt con rồng này về cho ai? Cho con chủ tôi. Vì con chủ tôi lên làm vua thì cũng như chủ tôi làm vua. Tôi muốn gì sẽ được nấy. Ta tạm tha chết cho mày, nhưng mày hãy vào mà sống trong cái lồng bằng gai này, rồi gắng mà đợi đến ngày con chủ mày lên làm vua. Sau đó, em bé vội vàng chạy về nhà, nhờ mẹ đem con mắt bị hỏng của rồng con, lăn khe khẽ trên một lớp đất màu nâu thật mịn. Bà mẹ thương rồng con lắm, cố lăn thật nhẹ nhàng. Biết mắt rồng hỏng rồi mà mẹ cứ sợ mắt rồng đau. Lăn xong, chính tay mẹ lại cẩn thận chôn sâu đúng một gang tay. 10 ngày liền, mẹ đi xin sữa của các bà mẹ trong vùng về tưới, mỗi buổi sáng 10 giọt. 10 ngày sau, mẹ lại đi xin mật về tưới tiếp, mỗi buổi sáng cũng đúng đủ 10 giọt. Một mầm cây liền đó bỗng mọc lên. Trong lúc đó thì rồng con đã hỏng mất con mắt bên kia và ngày ngày phải tập bay mò. Bay gần gần rồi bay xa hơn. Em bé từ dưới đất chỉ đường cho rồng con tập bay. Những ngày đầu, có lúc rồng con bay nhầm, đâm cả vào cây vào đá. Mãi rồi mới quen dần. Nhưng rồng con vẫn thèm được nhìn thấy ánh nắng và trời đất, cây cỏ và dòng sông. Nhất là thấy mặt mẹ mình, anh mình. Rồng con thèm vậy mà chẳng dám nói ra, chỉ biết là càng ngày càng thấy thèm hơn. Cái mầm cây mọc từ mắt rồng lớn lên vùn vụt. Đúng 12 tháng cây ra quả. Quả lớn lên nhìn rất giống con mắt của rồng con sau khi đã lăn trên lớp đất mịn màu nâu. Quả sai đến hàng nghìn hàng vạn. Một đêm cuối tháng 6 rất tối trời, em bé ra nhìn và thấy trong hàng nghìn hàng vạn quả đó có 2 quả sáng hừng lên. Em hái xuống bóc hết vỏ ngoài. Một đôi mắt rồng trẻ tươi sáng rực hiện ra. Em liền gọi rồng con đến và gắn cho rồng con. Rồng con liền có lại 2 đôi mắt sáng và đẹp như ngày trước. Rồng con mừng quá, nhìn em bé và khóc ròng. Những giọt nước mắt của rồng con thật là trong, trong như những giọt sương ở lưng chừng núi vậy. Năm đó cả vùng bị khô cạn, rồng con vừa kịp có lại đôi mắt sáng để nhanh nhẹn bay đi lấy nước về phun giúp cho bà con trong vùng trồng lúa trồng ngô. Cả vùng đều vui mừng khôn xiết. Lại thêm chuyện này nữa để bà con vui thêm. Ngoài 2 quả quý đã hái rồi, những quả cây còn lại lấy xuống ăn rất thơm và ngọt. Và sau lớp vỏ màu nâu đất, cái cùi trong bọc lấy cái hạt đen, nhìn cũng rất giống mắt của rồng. Quả ấy là quả nhãn ngày nay đấy các bé ạ. Nhãn là gọi tắt, chứ các cụ ngày xưa thường gọi đủ là long nhãn. Long nhãn nghĩa là mắt rồng. Và cũng vì trước kia, vào mùa hè, rồng hay phun nước giúp người, nên khi nào thấy có nhiều nhãn, các cụ thường hay báo là năm ấy sẽ có nhiều mưa và có thể con nước sẽ lên to. Các bé yêu quý, mặt trời hàng ngày chiếu những tia nắng ấm áp xuống trần gian, giúp cho vạn vật sinh sôi và phát triển các bé ạ. Vậy mà có một cô gái lại muốn lấy mặt trời làm chồng. Ý định ấy của cô gái đã vấp phải sự phản đối của cha mẹ và người thân. Nhưng cô gái ấy vẫn quyết tâm chờ đợi mặt trời mà không lấy một người con trai nào khác. Vậy điều gì sẽ xảy đến với cô gái có ý nghĩ khác thường này? Các bé hãy ngồi ngoan trong vòng tay của cha mẹ để thưởng thức câu chuyện cổ tích Hoàng tử mặt trời qua giọng kể của nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Ngày xưa, một bác nông dân có 4 con đang sống trong một thung lũng ở dưới chân dãy núi cao. Con gái bác đã đến tuổi gả chồng rồi, nhưng các con trai bác thì vẫn còn là những chú bé. Thế là người cha cố tìm cho cô con gái một người chồng vừa ý. Người đó phải chăm làm và thật là ôn hòa. Anh ta phải có một ngôi nhà thật to, có nhiều ngựa, bò và thật nhiều cừu nữa. Đó chính là ngôi nhà tử tế cho một người vợ. Bà mẹ lặng lẽ tán thành, nhưng cô con gái thì lắc đầu. Cha ơi, con không lấy nông dân đâu. Cha cô giận dữ nói. Kìa con, vậy mày chờ ai hả con? Một vị hoàng tử chăng? Cô con gái cười trả lời. Vâng thưa cha, đúng thế. Con sẽ chờ một chàng hoàng tử mặt trời. Ít nhất thì anh ấy cũng dịu dàng, vui vẻ, chứ không cục mịch như người nông dân đâu. Ở bên người chồng nông dân, con không cười đùa được, mà chỉ lặng lẽ lao động suốt từ sáng đến tối thôi. Trái lại, nếu như con ở bên một người chồng là mặt trời, thì mặt trời mỉm cười với con từ sáng sớm, và đến đâu cây cỏ, hoa lá tốt tươi đến đó. Một buổi sáng, cô gái đã biến mất. Bà mẹ thấy trên tường ở trong phòng cô gái có một dòng chữ viết bằng tia nắng. Con gái ông bà là vợ chưa cưới của hoàng tử mặt trời, và tôi đã đưa cô ấy đi. Bà mẹ hoảng hốt. Thế là từ đó, bà mẹ không còn biết đến sự vui vẻ nữa. Bà vừa đi vơ vẩn, vừa than thở. Chúng tôi đã mất đứa con gái duy nhất của tôi rồi. Biết làm thế nào tìm được con gái tôi bây giờ? Khi các cậu con trai khôn lớn, họ hỏi. Mẹ ơi, tại sao mẹ cứ buồn bã mãi thế? Các con ơi, làm sao mà mẹ vui cười được? Khi mà mẹ không biết chị các con ở đâu nó còn sống hay đã chết. Rồi sau một lát im lặng, cậu con trai lớn lại nói: Xin mẹ đừng buồn phiền nữa, con sẽ đi khắp thế gian tìm chị gái. Nếu gặp may thì có thể con đưa chị ấy về nhà cho mẹ. Nói rồi, cậu cưỡi con ngựa tốt nhất đi về hướng Tây, nơi có mặt trời lặn. Cậu vượt qua những thung lũng, đi trên những con đường dài. Ôi, những đồng cỏ xanh tươi trải dài phía trước, và thác đổ thì ầm ầm ao ao phía sau. Chàng trai sợ hãi quá, chàng tự hỏi: Trời ơi, ta đã tới tận cùng thế giới rồi chăng? Và bỗng nhiên, lúc đó, một cánh cửa sổ ở lâu đài mở ra, và một thiếu phụ xinh đẹp ra lệnh: Cậu đã cất công đến tận chỗ chúng tôi, vậy hãy vào đi và dắt ngựa vào chuồng ấy. Nhưng trước hết hãy cho tôi biết, vì sao cậu tới đây? Dạ thưa, tôi đi tìm chị gái. Cách đây vài năm, chị ấy lấy hoàng tử mặt trời, và từ đó đến nay không có tin tức gì cả. Mẹ của chúng tôi buồn lo khóc lóc cả ngày lẫn đêm. Tôi hứa rằng tôi sẽ đi tìm chị ấy về, dù có phải đi đến tận cùng thế giới. Thiếu phụ xinh đẹp mừng rỡ kêu lên: À, hóa ra cậu là em trai chị. Rồi vội vã chạy ra khỏi lâu đài ôm hôn em. Từ trong lâu đài, hoàng tử mặt trời hỏi vọng ra: Ai đấy? Dạ, em trai của em đi tìm em, bởi vì từ lâu quá mẹ em sầu não vì nhớ thương em. Em trai và anh rể bắt tay nhau, rồi cùng nhau ngồi vào bàn đầy ắp thức ăn. Họ trò chuyện với nhau, và cuối cùng thì chàng trai hỏi: Thưa hoàng tử mặt trời, xin chàng cho phép chị tôi về nhà ít nhất là 3 ngày có được không? Để cho mẹ và cả gia đình chúng tôi trở lại sum họp, sau đó chị tôi sẽ quay trở lại. Mặt trời đáp: Ta đồng ý, với một điều kiện là em phải chứng tỏ mình có một khả năng gì đã. Thế này nhé, ngày mai em sẽ chăn đàn cừu của ta ở trên núi. Nếu em đưa được chúng trở về bình yên vô sự, lúc đó ta sẽ đồng ý. Chàng trai tự nhủ: Ôi, một công việc thật quá dễ dàng. Thế là hôm sau, chàng mặc áo mục đồng, mang đồ ăn, và chàng lùa cừu ra đồng cỏ. Đàn cừu chậm chạp rời xa lâu đài. Ở chỗ sâu nhất có một thác đổ ao ao, rồi đàn cừu băng qua một cách dễ dàng. Nhưng khi đến lượt chàng trai lội xuống nước, thì bỗng nhiên nước xoáy làm anh suýt chết đuối. May sao dòng nước đưa anh dạt vào bãi cát, và anh bơi được vào bờ. Nhưng sao bỗng nhiên anh cảm thấy mình không thể cử động được. Và rồi anh không nhìn thấy đàn cừu của anh đâu cả, cũng không nghe thấy tiếng kêu be be và những tiếng chuông nhỏ dần. Anh lo lắng tự hỏi: Mình sẽ ra sao đây nếu không đưa được đàn cừu về? Dứt lời, anh thấy đàn cừu xuất hiện ở phía bên kia thác nước. Đàn cừu lội qua sông như có người đang chăn dắt vậy. Anh liền ngồi phát dậy, cắt cỏ tươi để đầy bị, và lùa cừu vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Vào đến sân lâu đài, đàn cừu cúi đầu trước mặt ông hoàng và người chăn. Hoàng tử mặt trời nói: Anh xem, em trông nom cừu cẩn thận không nào? Chàng trai liền nói: Hẳn là em trông cừu cẩn thận, bằng chứng là em đã cắt về một bị cỏ tươi và hái bông hoa mà em chưa từng thấy. Hoàng tử mặt trời cười phá lên, làm rung chuyển cả những bức tường trong pháo đài. Em vợ của ta nói gì vậy? Cừu của ta không bao giờ ăn thứ cỏ này. Em không chăm lo nổi đàn cừu, thì ta không thể nào giao cho em trông nom vợ ta được. Ngày hôm sau, chàng trai đi về nhà. Bà mẹ vui mừng đón anh, và sung sướng khi biết tin con gái còn sống, gửi lời chào bà và chào cả nhà nữa. Nhưng rồi bà lại buồn vì nghĩ rằng hoàng tử mặt trời sẽ không bao giờ cho con gái bà về thăm. Người em thứ hai quyết định đi thử cầu may. Mẹ ơi, có thể con sẽ thuyết phục được ông hoàng chăng? Và rồi anh lại ra đi. cũng trèo đèo vượt núi như lời anh của chàng kể lại. Chẳng bao lâu, anh đi tới pháo đài. Chị gái mừng rỡ đón tiếp anh. Còn hoàng tử mặt trời thì nồng nhiệt bắt tay em. Sau đó, anh đánh bạo xin phép đón chị về chơi ít hôm. Rồi hoàng tử lại đáp. Được thôi, với một điều kiện, em phải tỏ ra có một khả năng. Thế này nhé, mai em lại đi chăn cừu và đừng để chúng đi lang thang tùy thích, và mang một cái gì để về cho chúng ăn. Tảng sáng hôm sau, cậu cũng lại mặc đồ mục đồng, đưa đàn cừu lên núi, cũng lại đến thung lũng hẹp, nơi có ngọn thác hung dữ. Hai con cừu được khỏe nhất ra hiệu là chúng có thể giúp cậu đi qua thác nước nếu cậu bám chặt vào chúng. Nhưng mặc dù sợ nước xoáy và mặc dù sợ tiếng thác ầm ầm, cậu ba tự nhủ. Đàn cừu đã sang bên kia được, mình cũng sang được. Mình không thể nào bỏ mặc đàn cừu. Vậy thì muộn còn hơn là không. Ta sẽ quyết tâm. Đi nào. Thế là cậu bám chặt lấy hai con cừu đực, và trong chốc lát đã sang được bờ bên kia một cách dễ dàng. Đàn cừu đi về phía ngôi nhà lớn xây bằng đá. Vừa bước qua ngưỡng cửa, lũ cừu biến thành người. Họ đi vào vườn, ngồi quanh bàn ăn uống và hò hát vui vẻ. Cậu con trai không dám ló mặt ra, chỉ ăn bánh mì khô với phô mát, dành cho mục đồng, dành cho người chăn cừu mà thôi. Thế rồi tối đến, những người xa lạ rời khỏi bàn vào ngôi nhà đá. Và bỗng nhiên, họ biến thành đàn cừu. Khi đó cậu mới dám đến gần bàn, lấy một miếng thịt quay và bánh ngọt, gói vào một chiếc khăn, cất vào bị, rồi trở về lâu đài với đàn cừu. Lần này, cậu không sợ phải lội qua con sông hung dữ nữa. Khi về đến tòa lâu đài, đàn cừu cúi chào người chăn chúng, rồi bước vào chào hai vợ chồng hoàng tử. Khi chàng trai lấy miếng thịt và mẩu bánh khô để trong bị ra, hoàng tử mặt trời liền nói: Ta thấy em quả là một người dũng cảm. Ta sẵn lòng giao phó vợ ta cho em. Thế là ngày hôm sau, ông hoàng chuẩn bị cho chuyến đi xa. Ông cho đóng hòm những tặng phẩm quý giá, rồi đi tiễn chân vợ và em vợ một quãng thật dài. Không cần phải tả thêm niềm vui sướng mà người thiếu phụ mang đến cho gia đình khi trở về. Từ đó, cô được về thăm gia đình hàng năm, và niềm hạnh phúc trở lại với thung lũng sâu.